Đại gia đình ơi, đại gia đình ơi. Và tiếp theo một bài sung nữa nha, sung nữa nha, đang chi thế mình lên. Sau đây là một bài hát. Tình cha. Thôi bây giờ Ngọc Sơn hát một cái bài này, một bài hát mà Ngọc Sơn sáng tác năm 17 tuổi. Thật sự là Ngọc Sơn hồi xưa không phải là đại, Ngọc Sơn là một sinh viên số 1 của Viện Nghiên cứu Âm nhạc Việt Nam. Và Ngọc Sơn sáng tác nhạc một năm lúc là 17 tuổi, nhỏ xíu mà học. Bố mẹ là nhà giáo và là nhà sư phạm, cho nên là học Sơn là học rất là giỏi và được đại gia đình yêu mến, cho tới giờ vẫn rèn luyện vô cùng. Đây là một bài hát kỷ niệm trong đầu đời Ngọc Sơn dành cho những bà mẹ, những người chị nè, rất là đẹp đó nha, rất là đẹp. Bài hát mang tên Lòng Mẹ. Biết có ngày nào
Đại gia đình đã xem trên YouTube hoặc là xem trên băng đĩa rất là nhiều về cái ca khúc mà Ngọc Sơn viết tặng cho tất cả đại gia đình, những đặc biệt là cho công ty Duyên Khánh. Khi mà đi với các tài xế thì Ngọc Sơn rất là cảm thông với những người tài xế lái xe chuyên chở hàng đến với đại gia đình, là đường đèo đường xa xôi hút gió, cho nên Ngọc Sơn đã sáng tác bài hát mang tên là Tâm Sự Người Tài Xế. Ở đây có ai biết tình cha không? Chắc thuộc nhiều lắm không? Mình hù cho vui vậy thôi. Nhưng mà cả nhà thấy đó, cả nhà coi trên mạng, trên YouTube. Thì bây giờ Ngọc Sơn tình cha nếu song ca thì nhiều, nhưng mà Ngọc Sơn muốn tốt ca. Đó, đúng không? Tại vì ai cũng được hát. Đúng không? Bây giờ mày cả nhà coi trên YouTube, trên thế giới, Ngọc Sơn nói là đây là cái giọng hát của Ngọc Sơn và sức khỏe Ngọc Sơn tốt nhất trên thế giới. Có thể mọi người có thể là đây là đúng,
là tại vì trên YouTube không có một ca sĩ nào trên thế giới dám bỏ cái micro xuống đất. À, bỏ xa cào cái nào cái này đã hết mất tiếng rồi. Yeah. Một cào mạnh quá thì bị đứt dây thanh đới, đôi khi bị chấn thương hoặc là gây đến tử vong. Đó là luyện gọi là tổ quả nhập ma. Nhưng bây giờ Ngọc Sơn tí nữa biểu diễn cú này thành công, cả nhà vỗ tay thật lớn lên. Đó là sức mạnh của đại đình, chính là sức khỏe Ngọc Sơn. Đó. Bài hát Tình Cha. Anh nhớ là cha tôi cho nên người và con ơi chờ biết rồi, sức khỏe bây giờ số 1 rồi, bây giờ cả nhà ta cùng hát mới vui. Bây giờ chơi cái này, vi thử. Bây giờ cả nhà thử xem bao nhiêu ca sĩ ở đây. Đại gia đình ơi, là nữa nữa, Đắc Quyên ơi, Giang. Trời, ca sĩ gì ta cũng là người miền cao mình, dữ dội thiệt nè. Yêu nghe phút ban đầu, tình cờ mình quen nhau. Cha cha cha,
này là Trung Quốc chưa trả lời. I'm
ơn không biết là lên xin gửi lời một là khán giả thích tên bài hát mà cũng tình nồng đúng rồi quen là mấy giờ sáng giờ luôn thì phòng dạ dạ ok bài hát tặng nhân đây thầy dạ tình nồng cũng là sâu sâu đen nhiều rồi giống như Ngọc Sơn và ca sĩ Michael Lang đã khép lại buổi hội thảo trên khách hàng của công ty Diên Khánh.